khi Columbus đến thăm vùng đất nằm phía bắc của Nam Mỹ trong chuyến hành trình vòng quanh thế giới. Ông đã đặt tên cho Venezuela là vùng đất của sự ân sủng. Khi chứng kiến tất thảy sự ưu ái mà thiên nhiên đã ban tặng cho quốc gia này, được biết đến là vùng đất có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới, Venezuela đã từng là một kẻ giàu có vào những năm 1958-1970. Vào cuối những năm 1950, sự góp phần to lớn của nguồn dầu mỏ đã đưa chất lượng cuộc sống của người dân Venezuela từng có thời điểm ngang ngửa với cả Tây Đức. Cho đến giai đoạn 1970, Venezuela được xem là quốc gia giàu có nhất Nam Mỹ. Thời điểm đó, Caracas đã trực tiếp cạnh tranh với Washington về tầm ảnh hưởng trong khu vực. Dầu mỏ từng định hình nên văn hóa của nước này, tạo ra nguồn tiền mặt vô tận trong cái quá khứ huy hoàng đó. Người ta gọi quốc gia này là ông hoàng của thế giới dầu mỏ cũng chẳng sai. Bởi Venezuela được cho rằng sẽ không bao giờ cạn tiền nhờ những giếng dầu khổng lồ. Nhưng đó là câu chuyện phồn thịnh của nhiều thập kỷ trước. Những năm tháng huy hoàng không kéo dài mãi. Venezuela sở hữu tới 20% trữ lượng dầu của thế giới, nhưng sẽ chẳng có ích gì nếu chúng không thể mang lại tiền bạc. Caracas đã từng vô cùng tự tin với những gì mà tạo hóa ban tặng cho họ, để rồi họ quên mất tiến bộ của loài người không chỉ dựa vào thiên nhiên. Những ngày thịnh vượng nhờ dầu mỏ của Venezuela đã qua đi nhanh chóng, và kỷ nguyên hậu dầu mỏ đã tới. Giờ đây, người dân của chính họ đang phải chật vật với một cuộc sống khốn cùng tới mức lạm phát đạt con số 234%, không có đủ nhiên liệu để đun nấu và phải xếp hàng nhiều ngày để mua xăng. Venezuela đã giàu lên nhanh chóng nhờ trữ lượng vàng đen dồi dào. Vậy mà điều gì đã có thể đủ sức đạp tung quốc gia này khỏi vị trí cường quốc dầu mỏ? Chào mừng đến với Battle Cry khám phá. Chơi với dầu, có ngày bị dầu thiêu. Nhìn vào tình hình hiện tại của thế giới, nhiều người thì vẫn luôn đổ lỗi cho Mỹ là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự nghèo khổ của Venezuela ngày hôm nay. Venezuela đã bị Mỹ cấm vận từ những năm 2015. Còn hiện tại, Venezuela đã phải gia hạn sắc lệnh tình trạng kinh tế khẩn cấp tới 6 lần, trong đó 5 lần tăng lương cho người lao động, cùng với những giải pháp quyết liệt để giúp nền kinh tế không bị đổ vỡ. Khủng hoảng kinh tế kéo theo hàng loạt những hệ lụy như bộ máy nhà nước luôn trong tình trạng yếu kém, nguồn thu từ dầu mỏ thì bị giảm do giá dầu lao dốc, sản lượng khai thác cũng giảm do máy móc thiết bị không được đổi mới, giá hàng hóa thì leo thang, nhất là giá của lương thực, thực phẩm, thuốc men của ngành y tế, dự trữ ngoại hối thấp hơn 11 tỷ đô, tiền mặt bị khan hiếm dần, thanh toán quốc tế bằng vàng phải chuyển đổi thông qua Thụy Điển, vân vân. Sự sa sút đến tồi tệ của chính quyền khiến cho bức tranh được vẽ nên tại Venezuela ngày càng xám xịt và hỗn loạn. Chính trường dậy sóng khiến toàn xã hội bị vạ lây. Vậy thì tại sao mà Venezuela lại rơi một mạch từ đỉnh cao xuống vực thẳm? Chẳng nhẽ 20% trữ lượng dầu mỏ toàn thế giới không thể giúp họ hưng thịnh một lần nữa hay sao? Venezuela phát triển bởi có dầu mỏ, thế nhưng cũng chính dầu mỏ đã hủy hoại họ. Dòng chất lỏng đặc sệt màu đen được khoan lên từ lòng đất chính là con dao hai lưỡi. Người Venezuela kiếm được tiền từ dầu mỏ quá dễ dàng. Theo thống kê từ tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC, thì 95% lượng hàng xuất khẩu của quốc gia này chính là cái thứ đặc sệt đó. Các cơ cấu cho nền kinh tế bị mất cân bằng một cách nghiêm trọng. Toàn bộ đất nước bị phụ thuộc vào dầu mỏ. Và khi giá dầu bắt đầu biến động, thảm họa đã hiện ra ngay trước mắt. Nền kinh tế Venezuela đã nhiều lần phải đối mặt với cơn sốc giá dầu và diễn biến trở nên đặc biệt tồi tệ trong những năm gần đây. Cú hích mạnh nhất phải kể đến năm 2014, khi mà giá dầu lao dốc không phanh. Nó đã khiến cho GDP của Venezuela giảm tới 45% trong 5 năm vừa qua, và dự báo lạm phát tại nước này đạt mức 10% năm 2019. Tình trạng suy thoái kinh tế cùng giá dầu biến động một cách bất thường, thậm chí là rơi xuống đáy, khiến cho nhiều nhà đầu tư chẳng mấy hứng thú với ngành công nghiệp tỷ đô này. Dòng tiền đầu tư nhỏ giọt, trì hoãn thanh toán cho các nhà cung ứng, khiến nền kinh tế Venezuela rơi vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Đầu tư, giá dầu xuống, lãi không đủ hoàn vốn. Giá dầu lên, lại đầu tư, song giá dầu lại giảm. Cái vòng lặp điên loạn và chết chóc đó đã hủy hoại toàn bộ ngành khai thác dầu mỏ của Venezuela.
phá nó đã nhanh chóng đẩy nền kinh tế quốc gia này đến bên bờ vực thẳm. Tình trạng suy thoái kinh tế khiến cho cuộc sống của người dân chìm trong sự túng thiếu và nghèo đói. Sự khó khăn khiến nhiều người dân Venezuela không đủ tiền để mua nhu yếu phẩm cơ bản. Ngay cả những người có tiền cũng không có thực phẩm, thuốc men để mua. Dù lắm giàu, thế nhưng nghịch lý xuất hiện trên khắp Venezuela. Gần các nhà máy lọc dầu khổng lồ ở ven biển Venezuela, người dân phải tìm củi và giả lưới bằng tay để tìm thức ăn. Tàu cá của họ phải đỗ trên bờ vì không có xăng, còn bếp thì đã hết ga để đun nấu từ lâu. Một nghiên cứu của các trường đại học lớn ở Venezuela cho biết có tới 87% người dân sống trong cảnh nghèo từ năm 2017. Chưa kể sức khỏe của người dân, nhất là trẻ em, đã xuống dốc. Một ước tính vô cùng đáng sợ cho biết cứ 3 bệnh nhân vào viện công thì có một người tử vong. Một nền kinh tế không đa dạng thành phần là một nền kinh tế tự sát. Một đất nước phụ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ, không sớm thì muộn cũng sẽ lụi tàn. Dầu mỏ có thể cho họ năng lượng, cho họ những đồng đô la thơm phức, thế nhưng cũng chính dầu mỏ đã thiêu cháy toàn bộ Venezuela, khiến cho đất nước này lạc lối trong mê cung tăm tối của sự suy thoái kinh tế và chính trị bất ổn, mãi mà không tìm thấy lối thoát. Một nền chính trị bất ổn. Venezuela đang đứng trước tình trạng một nền chính trị rất bất ổn. Nguyên nhân sâu xa gây ra điều này là cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội, đời sống người dân khó khăn dẫn tới những mâu thuẫn ở chính trường, đẩy phe quốc hội và chính phủ sang hai phía đối lập, dẫn tới cuộc tranh đấu quyền lực vì lợi ích. Cuộc khủng hoảng diễn ra từ năm 2010 dưới thời của Tổng thống Hugo Chavez và tiếp tục dưới thời của Tổng thống Nicolas Maduro. Sự hỗn loạn chính trị tại quốc gia xinh đẹp này dường như có tính hệ thống, và chẳng quá khi nói rằng nó có tính kế thừa và phát huy khi mà những chính sách của những nhà lãnh đạo kế cận còn tồi tệ hơn người tiền nhiệm cả trăm ngàn lần. Các chính sách trị vì sai lầm của nhà cầm quyền đương thời liên tục đẩy nền kinh tế của quốc gia này đi giật lùi với sự phát triển của thế giới. Thay vì đối phó với lạm phát, chính phủ Venezuela lại trực tiếp góp phần gây ra lạm phát cao hơn. Họ luôn ra lệnh cho các nhà bán lẻ phải hạ giá bán, ký nghị định đặt giá trần cho tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp và siết chặt các hoạt động nhập khẩu. Tổng thống Nicolas Maduro đã tiến hành bác bỏ tối hậu thư của phe đối lập đòi trả tự do cho hơn 100 tù nhân chính trị vào năm 2016. Chính quyền và phe đối lập đã liên tục đổ lỗi cho nhau cho tình trạng tồi tệ của nền kinh tế. Các hành động này đã giáng một đòn mạnh vào phe đối lập. Và thay vì bầu cử một cách chính thống, phe đối lập đã lập tức đưa ông Juan Guaido lên làm tổng thống lâm thời để đối đầu với phe cánh của tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro. Ông Juan Guaido còn công khai gọi ông Maduro là kẻ lạm quyền. Trước sức ép từ chính phủ, phe đối lập đã đáp trả thẳng thắn bằng việc tổ chức các cuộc biểu tình trên diện rộng và kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép với các nhà cầm quyền. Một cuộc khủng hoảng tổng thống đã xuất hiện tại Venezuela. Hai phe cánh mặc sức đấu đá nhau và tranh giành để chiếm được sự ủng hộ của người dân. Ai nấy khi phát biểu thì đều hứa trăm lời đủ thứ. Thế nhưng khi bước xuống khỏi bục phát biểu, thứ họ làm ngay sau đó chính là tìm đủ mánh khóe để hạ nhục đối thủ. Cuộc khủng hoảng bị rơi vào bế tắc và trở nên tồi tệ hơn rất nhiều khi tòa án cương quyết đình chỉ việc tổ chức trưng cầu dân ý về bãi nhiệm tổng thống. Hiến pháp Venezuela quy định rằng tổng thống của họ có thể bị bãi nhiệm bằng một cuộc trưng cầu dân ý. Đó là lý do vì sao mà phe đối lập của ông Juan Guaido đã làm mọi cách để trưng cầu dân ý được diễn ra. Luật lệ này đã mở ra một cửa mở cho người dân Venezuela, điều mà không phải quốc gia nào cũng có thể thực hiện. Tuy nhiên, luật lệ này đã vô tình đẩy chính trị Venezuela rơi vào một ngõ cụt khi mà phe đối lập đã nỗ lực đẩy mạnh các biện pháp nhằm thu thập chữ ký của 4 triệu cử tri ủng hộ việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. Và nếu điều này thành công, thì chính trị của quốc gia này liệu có khởi sắc hơn không? Liên tục các hoạt động chống phá, lật đổ chính quyền, phá hoại công cuộc cách mạng Bolivar không ngừng gia tăng. Một số chuyên gia cho rằng, những âm mưu chống phá liên tục trong suốt nhiều năm qua đã không đem lại kết quả. Chính quyền cách mạng Bolivar vẫn trụ vững. Và đó thì cũng là lý do mà khiến các thế lực thù địch bắt đầu tính đến các chiến lược mới, kể cả là thực hiện ý đồ ám sát lãnh đạo cấp cao của chính phủ Venezuela. Mâu thuẫn nội bộ quốc gia là cơ hội cho các quốc gia khác trong khu vực nhảy vào. Họ xâu xé lẫn nhau như một miếng mồi ngon. Trước tuyên bố cầm quyền của phe đối lập, Mỹ và hầu hết các nước thành viên tổ chức các quốc gia châu Mỹ OAS lập tức công nhận vai trò
Tổng thống lâm thời tự phong của ông Guaido. Động thái này của Mỹ khiến các quốc gia bao gồm Nga, Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của Mỹ trong khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cũng lên án hành động của Mỹ là can thiệp thô bạo vào vấn đề nội bộ của Venezuela. Đáp trả lại hành động này của Mỹ, Tổng thống Venezuela Maduro tuyên bố cắt đứt ngoại giao với chính quyền Tổng thống Donald Trump ở thời điểm đó, đồng thời buộc phái đoàn ngoại giao của Washington phải rời nước này trong vòng 72 tiếng đồng hồ và phải mãi tới năm 2019 thì Tổng thống Venezuela mới có thể tuyên bố rằng âm mưu đảo chính của phe đối lập đã thất bại và đang cho điều tra âm mưu này. Trong thông báo của mình, ông Maduro đã tố cáo thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, người công khai tuyên bố mình là Tổng thống tạm thời của Venezuela, đã âm mưu khơi bạo lực nhằm tạo ra cơ hội cho sự can thiệp quân sự từ nước ngoài. Và một câu hỏi nữa đặt ra ở đây, phải gọi là đảo chính hay là nổi giận nhỉ? Liệu có nỗi uất ức nào khiến quân chúng phải đứng dậy, nói lên tiếng nói của mình? Chính quyền có đang thực thi đúng chức trách không? Trước đó, cho rằng một bộ phận các lực lượng vũ trang đứng về phía mình, thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido đã đưa ra quyết định táo bạo nhất từ trước tới nay khi phát đi một thông điệp kêu gọi người dân và quân đội hãy xuống đường để tham gia giai đoạn cuối cùng của chiến dịch tự do nhằm chấm dứt sự cầm quyền của ông Maduro. Lời kêu gọi nổi dậy hòa bình của phe đối lập dẫn đến những vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình tại nhiều địa điểm ở thủ đô Caracas. Hậu quả của cuộc chiến này đã khiến hàng chục người bị thương và ít nhất là 83 người bị bắt. Ngay sau đó, Tổng thống Maduro đã khẳng định kế hoạch và lời kêu gọi của họ thất bại vì người dân Venezuela muốn hòa bình. Hòa bình nào cũng phải trả bằng máu, bằng những cuộc xung đột. Nếu như tiếp tục xảy ra các cuộc xung đột như trên, người đổ máu tiếp tục ở đây là ai? Liệu có phải những nhà chức trách hay nhà cầm quyền không? Con số thương vong liệu có dừng lại ở vài chục người không? Để giải quyết triệt để sự phản động của phe đối lập, Tổng thống Maduro đã cho rằng việc này không thể không trừng phạt. Ông đã nói chuyện với Tổng công tố và ông ấy đã chỉ định rằng ba công tố chất vấn bất cứ ai liên quan đến sự kiện trên và nhiệm vụ của họ là điều tra, đưa ra cáo buộc hình sự. Nhưng tới nay thì kết quả của cuộc điều tra ra sao vẫn chưa có một công bố cụ thể. Tham vọng của Mỹ và các lệnh trừng phạt. Thế nhưng không phải tự nhiên mà giá dầu thế giới giảm, cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà một nền chính trị rơi vào bất ổn. Theo cáo buộc của nhiều người, Mỹ đã trực tiếp nhúng tay vào, gián tiếp thao túng quốc gia này với âm mưu là trở thành bá chủ của thị trường dầu mỏ. Đi từ chính trị, với mục đích là thay đổi chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro, Mỹ bắt đầu hạn chế khả năng của chính quyền đương nhiệm trong việc duy trì ngân sách và điều hành đất nước bằng việc áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào các quan chức chính phủ, một số lĩnh vực trong nền kinh tế và hệ thống tiền mã hóa chính thức của Venezuela. Chưa kể, quốc gia này còn tuyên bố ủng hộ lãnh đạo Juan Guaido, lãnh đạo phe đối lập, là tổng thống hợp pháp của Venezuela. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc dĩ nhiên đã không do dự gì cho việc ủng hộ ông Maduro. Điều này đã dẫn tới các vụ đụng độ bạo lực giữa dân thường và cảnh sát, giữa phe ủng hộ tự xưng Juan Guaido với những người trung thành với Tổng thống Maduro, trong bối cảnh khủng hoảng ngày càng tồi tệ. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, cuộc chiến giữa phe cánh của ông Nicolas Maduro và Juan Guaido đã biến thành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Mỹ và phe Nga Trung từ khi nào mà chẳng hay. Tiếp đó, Mỹ thực hiện lệnh trừng phạt với xuất khẩu dầu của Venezuela. Trước đó thì cũng chính Mỹ là đối tác nhập khẩu lớn nhất của Venezuela. Nhưng gần đây, Washington đã dừng các hoạt động xuất nhập khẩu với Venezuela. Điều này đã gây ra những sức ép to lớn với kinh tế quốc gia Nam Mỹ này. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã khẳng định rằng Mỹ đang đi theo định hướng áp đặt trừng phạt. Hiện ngành tài chính và dầu lửa của Venezuela là hai lĩnh vực mà Mỹ hướng tới. Âm mưu đằng sau các lệnh trừng phạt này là ngăn chính phủ Venezuela có thể nhận được nguồn tài chính từ lĩnh vực này, giúp đỡ người dân Venezuela và thúc đẩy quá trình chuyển giao quyền lực tại quốc gia này. Trước khi khủng hoảng xảy ra, Venezuela xuất khẩu sang Mỹ khoảng 500.000 thùng dầu mỗi ngày. Sau khi Mỹ thông báo lệnh cấm vận dầu vào tháng 1 năm 2019, sản lượng xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela đã giảm khoảng 43%. Giới chức của an ninh Mỹ ước tính Venezuela có thể mất tới 11 tỷ đô xuất khẩu từ dầu mỏ do biện pháp cấm vận này. Và đó chính là lý do tại sao nhiều thuyết âm mưu được vẽ ra để lý giải cho việc Mỹ trực tiếp nhúng tay
khiến ngành khai thác dầu thô của Venezuela phải sụp đổ. Thêm vào đó, để sự trừng phạt thêm phần nóng, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp đóng băng toàn bộ tài sản của chính phủ Venezuela và cấm mọi giao dịch đối với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro. Theo sắc lệnh này, bất cứ cá nhân hay công ty nước ngoài nào hoặc của Mỹ giao dịch hoặc hỗ trợ các cá nhân liên quan tới chính quyền Tổng thống Maduro đều sẽ bị trừng phạt. Lệnh trừng phạt này không nhắm tới người dân Venezuela, bao gồm cả việc những người này tiếp cận với nguồn kiều hối. Các lệnh trừng phạt của Mỹ đã trực tiếp bóp nghẹt doanh thu dầu của Venezuela và gia tăng sức ép buộc Tổng thống Maduro phải từ chức. Tuy nhiên, nhìn theo một chiều hướng khác, người dân Venezuela lo ngại rằng họ mới là những người hứng chịu trực tiếp những hậu quả nặng nề nhất. Các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đã khiến cho nhiều người chết đói, mắc bệnh tật mà không được hưởng các dịch vụ cơ bản, gián tiếp đẩy Venezuela vào cuộc khủng hoảng, lạm phát tăng phi mã. Năm 2018, lạm phát của quốc gia này đã lên tới 80.000%, dẫn tới tình trạng người dân phải rời bỏ nhà cửa để di cư. Khoảng 290.000 người đã di cư tới Mỹ. Người ta có thể nhìn thấy phải trông cả một đống tiền mới có thể mua được một con gà, hay cả chồng tiền mới mua được một cuộn giấy vệ sinh, ước tính khoảng 2,6 triệu Bolivar, chưa đến nửa đô la Mỹ, tức là chưa đến 10.000 Việt Nam đồng. Tình trạng siêu lạm phát này đã trở nên mất kiểm soát. Nhiều người đổ xô đi rút tiền, tích trữ hàng hóa để sống sót. Cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế đã khiến cuộc sống người dân tại Venezuela trượt dài xuống hố sâu, điều kiện sống không có, nhu yếu phẩm không đủ, trung tâm y tế thì tồi tàn, nguồn nước máy, nguồn điện, khí đốt dồi dào. Tất cả những thành tựu văn minh cơ bản thời Hoàng Kim đã trở thành những thứ xa xỉ cho cuộc sống hàng ngày, vốn đã cực khổ của đại đa số dân chúng. Họ dần kiệt quệ cho những nhu cầu cơ bản nhất. Hơn 3 triệu người Venezuela đã rời khỏi quê hương trong những năm gần đây, giữa bối cảnh lạm phát tăng vọt và tình trạng thiếu lương thực cũng như thuốc men. 94,5% người dân Venezuela đang sống dưới mức nghèo khổ, với mức sống chỉ vỏn vẹn 3,2 đô trên một ngày, là một con số thống kê mới nhất. Đó là cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo tồi tệ nhất từng xảy ra ở Mỹ Latin. Chính quyền Venezuela phải có cách xử lý thế nào để vực dậy quốc gia, đưa đất nước trở lại con đường huy hoàng mà ngay cả Mỹ cũng thèm muốn? Đây dường như là câu hỏi khó, khi mà hiện tại chính quyền vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu sâu sắc. Mất bao nhiêu năm để Venezuela theo kịp thời đại, người dân mới bớt bỏ nước, bớt cơ cực.